Nhiều người thường nghĩ rằng câu chuyện thầy trò đường Tam Tạng đi thỉnh kinh Tây Thiên trong tiểu thuyết lừng danh Tây Du Ký chỉ là sự tưởng tượng và bịa đặt. Song thật sự trong lịch sử, chuyến thỉnh kinh nguyên trời Tây của thầy trò đường Tam Tạng là có thật 100%. Tuy nhiên là sự thật về cuộc đời lẫn hành trình thỉnh kinh của vị pháp sư lừng danh đều rất là khác với tiểu thuyết, thậm chí là trái ngược. Bạn có biết rằng đường Tăng đã thật sự từng giết người rửa hận, lãnh khốc vô tình trước khi đi thỉnh kinh? Và kẻ nào mà đã từng ăn thịt đường Tăng đến tận 9 lần liền, hãy chờ đợi trong phần top 1 nhé. Nào, thắt dây an toàn, chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để cùng Taka quay trở về đại đường vào năm 600 hồi ấy. Top 7. Đường Tăng không mồ côi cha. Nếu xét về lý thì thân thế của đường Tăng bảo hư cấu cũng không hẳn, mà có thật cũng không đúng, không một ai dám khẳng định. Trong tác phẩm nguyên gốc Tây Du Ký, đường Tam Tạng có cha là Quang Nhụy, mẹ là con gái của thừa tướng Ôn Kiều. Quang Nhụy thi đỗ Trạng Nguyên, được phong cách Chi Châu, quận thành Giang Châu. Trên đường đi nhậm chức, vợ chồng Quang Nhụy phải đi đò qua sông Hồng Giang. Tay lái đò tên là Lưu Hồng, thấy vợ là Ôn Kiều xinh đẹp nên đã nổi lòng tà ác, cùng với hội Lý Bưu đánh chết Quang Nhụy, vứt xác xuống sông ép Ôn Kiều làm vợ. Bà khi ấy thì đã mang thai đường Tăng nên nhịn nhục làm vợ Lưu Hồng, và đường Tăng một côi cha ngay từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên, sử sách thì đã thật sự ghi lại vị pháp sư này họ Trần, tên tục là Trần Huy. Có tài liệu ghi là Trần Vĩ, sinh năm 602 tại Lạc Châu, huyện Câu Thị, tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ được thân phụ dạy dỗ cẩn thận và sớm bộc lộ tư chất thông minh vượt trội. Gia đình có truyền thống quan lại, nhưng đến đời cha của ông là Trần Huệ thì không bước chân vào quan trường mà dốc tâm vào nho học. Top 6. Không hề xuất gia từ hồi ấm ngửa. Ở trong phiên bản truyện Tây Du Ký, Vi Văn Cảnh là chồng bị sát hại, bản thân phải nhẫn nhịn làm vợ kẻ thù ác, chờ ngày mối oan của gia đình được giải. Mẹ đường Tăng đã phải bảo vệ con bằng cách cắt một ngón chân của ông làm dấu. Viết bức thư máu kể lại ngọn ngành câu chuyện, rồi đặt đứa bé mới sinh lên cái giỏ để thả trôi sông, hy vọng là con mình được người tốt nuôi dưỡng. Cơ duyên mới đưa chiếc giỏ dạt vào một ngôi chùa và đứa bé sống đời tu hành ngay từ thuở ấu thơ. Còn trong thực tế, sự thật thì như đã nói ở trên, pháp sư Đường Huyền Trang sống cùng với gia đình mình. Hai người anh trai của Trần Huy xuất gia làm sư ở chùa Tịnh Thổ Lạc Dương, nên từ nhỏ ông đã theo anh tụng kinh niệm Phật, đồng thời đọc cả sách nho sách đạo. Năm 10 tuổi thì Đường Tăng phiên bản đời thật mới theo anh trai tham gia kỳ thi độ tăng và là một trong 27 người có kết quả cao nhất. Ông nhanh chóng nổi tiếng là nhân tài trẻ tuổi nhất ở trong giới Phật học khi ấy. Đến năm 13 tuổi mới xuất gia làm chú tiểu, 21 tuổi chính thức trở thành tỳ kheo. Top 5. Đường Tăng cũng từng phạm tội sát nhân. Ở diễn biến trong Tây Du Ký, Đường Tăng quả thật là có thân thế bất phàm. Kiếp trước nguyên là Kim Thiên Tử, đồ đệ thứ hai của Phật Tổ Như Lai. Bởi vì Kim Thiên Tử ngủ gật và vô tình đá đổ một hạt gạo nên bị phạt đầy xuống trần gian tu 10 kiếp và phải trải qua 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn. Cho dù có là học trò, đệ tử của Phật Tổ thì khi phạm Phật quy, phạm tội Tây Đình vẫn phải chịu phạt như người thường. Một tội khác mà nhiều người ít nhắc tới, đó là về quá khứ xuất thân của Đường Tăng. Trong tiểu thuyết, xuất thân của Đường Tam Tạng được kể trong 9 chương với các giai đoạn: phải đọa đầu thai, mới lọt lòng gần bị giết, bị thả trôi sông và tìm mẹ trả thù cha. Trong chuyện thì sau khi được nhà chùa nuôi nấng, 18 năm sau, Trần Huyền Trang được kể lại thân thế và câu chuyện biến cố của gia đình. Ông lên đường về xứ cũ tìm bà nội và chữa bệnh cho bà, tìm mẹ và nhờ ông ngoại cứu mẹ và mang quân đến bắt sống Lưu Hồng. Huyền Trang đã chém đầu Lưu Hồng tại chính khúc sông Nam ấy để trả thù cho cha. Rất là chiến đúng không? Sau đó thì thầy mới yên lòng đi tu, rũ bỏ hồng trần. Mặc dù đặt ở trong ngữ cảnh thời xưa, pháp luật còn lỏng lẻo, nợ máu sẽ phải trả bằng máu là một quy luật sinh tồn tự nhiên. Thế nhưng mà Đường Tăng vốn là nhân vật xuất gia, đọc sách kinh Phật từ nhỏ, một con kiến cũng không nỡ giết, thế nhưng mà lại không buông bỏ được oán hận cá nhân. Việc một nhà sư chém đầu trả thù rửa hận gây ra nhiều tranh cãi lớn cho đến tận ngày nay. Top 4. Đi thỉnh kinh trái lệnh vua. Tây Du Ký đã có kể rằng Phật Tổ Như Lai muốn truyền nhân kinh sang phương Đông để độ chúng sinh nơi đó, nên lệnh nhờ Quan Âm Bồ Tát tìm người đi lấy kinh. Người được chọn là pháp sư Huyền Trang ở Đại Đường. Vua Đường nhận người đi lấy kinh là em kết nghĩa, coi ông như một ân nhân của đất nước. Màn tiện đưa cực kỳ là long trọng và xúc động. Còn ở trong đời thực, sang đất Phật thỉnh kinh thì là nguyện vọng tha thiết của cá nhân Đường Tăng. Hồi đó ở Trung Quốc, kinh điển còn thiếu, các vị trưởng lão giảng giải thì khác nhau, mâu thuẫn và tranh cãi rất nhiều. Vì thế nhà sư trẻ pháp danh là Huyền Trang muốn đi thiền trúc để tự mình tìm hiểu.
tiếp cận với những kinh sách gần với nguyên bản nhất. Triều đình đã không phê chuẩn thỉnh nguyện của Huyền Trang tới hai lần, và hoàng đế nhà Đường còn ra lệnh cấm đi du hành qua Ấn Độ. Nhưng pháp sư chúng ta vẫn lên đường vào năm 629. Khi thành công trở về, pháp sư Huyền Trang mới được vô đường ủng hộ trong việc tổ chức dịch thuật lại kinh sách. Cuốn Đại Đường Tây Vực Ký, tác phẩm nổi tiếng của ông, nguồn tài liệu vô song về địa lý, xã hội và tập quán của vùng Trung Á và Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7, được viết theo đơn đặt hàng của chính vua Đường. Top 3. Hành trình thỉnh kinh có thật. Chúng ta đều biết thì trong Tây Du Ký, Đường Tăng lên đường cùng 3 vị đồ đệ và một con ngựa bạch sang Tây Phương thỉnh kinh. Nhưng mà trong đời thực thì thầy Huyền Trang chỉ đi một mình, cưỡi một con ngựa già. Ông đi từ năm 629 mãi đến năm 645 mới về đến thành Trường An, gồm hơn 1 năm đi, 2 năm về và 14 năm ở lại du học Ấn Độ. Tính ra là Huyền Trang đã rời Đại Đường đến 17 năm, đi trên 5 vạn dặm đường cả đi lẫn về, qua 128 quốc gia lớn nhỏ. Khi về thì ông mang theo 150 xá lợi tử, tinh cốt của Như Lai, 2 tượng Phật gỗ đàn tô ngân cao 4 thước, 3 tượng Phật bằng đàn hương cao 3 thước 5, 2 thước 9 và 2 thước 3, 657 bộ kinh chia làm 520 hiệp, cùng với một số bảo vật khác nữa, phải dùng voi, lạc đà và 24 ngựa mới chở hết. Trong thực tế, đường đi không hề có yêu tinh cản trở, nhưng mà những khó khăn trở ngại cả về vật chất lẫn tinh thần lại hết sức nhiều và to lớn. Nếu là người khác, ắt là không thể nào vượt được. Có lúc thầy Huyền Trang nhịn đói nhịn khát suốt 7-8 ngày ròng rã giữa một tràng sa mạc trời nắng chang chang, không hề có một bóng cây, cũng không có bóng người qua lại. Nhưng mà ý chí của Đường Tăng thì quả thật là sắt đá. Có lần đói khát khổ quá, bụng tính quay trở về phía đông để tìm chỗ xin nước uống đem theo rồi mới đi nữa. Nhưng mà vừa quay ngựa trở về hướng đông, đi được một đoạn đường, thầy lại tự nhủ: trước kia đã thề nếu qua không đến Ấn Độ, quyết không trở về đông một bước. Nay thà đi về hướng tây mà chết, chứ lẽ nào đi về đông để sống hèn. Một lần khác thì trong đời thực, Đường Tăng phiên bản thực tế đã gặp bọn mọi ăn thịt người. Có lẽ chính là bọn yêu tinh ăn thịt người kể trong chuyện Tây Du. Thầy Tam Tạng sẵn lòng hiến thân cho bọn quỷ khát máu. Nhưng mà giữa lúc đang bàn tính mới có mưa to sét lớn, bọn người dừng kinh sợ vì cho rằng trời không bằng lòng. Chúng mới lật đật dục thầy lên đường, nhưng thầy khăng khăng một mực nài bọn kia: hoặc là hãy ăn thịt thầy, nếu quả thật thầy có phép làm cho bọn nó sống lâu muôn tuổi, hoặc là nếu bọn chúng muốn cho thầy lên đường thì phải ăn năn sám hối, chưa thu tánh, chưa cái thói ăn thịt người từ đây. Và rốt cuộc Tam Tạng đã cải hóa được bộ tộc ăn thịt người này. Hơn 1.300 năm trước, giá một người một ngựa vượt suối trèo non, băng sa mạc, càn rừng sâu đi đến xứ Ấn Độ huyền bí xa xăm. Trần Huyền Trang quả là một nhà du thám và phật thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Trưa ngày 5 tháng 2 năm 664, thầy Huyền Trang gác bút nghìn thu tại chùa Ngọc Hoa vì bệnh hoạn và già yếu, thọ 69 tuổi. Ngày 14 tháng 4, thi hài của Huyền Trang được an táng tại Bạch Lộc Nguyên. Ngày cử hành tang lễ có đến 1 triệu người ở Trường An và cả các vùng lân cận quy tụ để tiễn chân thầy về nơi cực lạc. Đám tang xong, có đến 3 vạn người cất lều cư tang gần mộ phần. Từ xưa đến nay thì chưa có một vị đế vương nào của Trung Quốc được ngưỡng mộ sùng bái bằng vị thánh tăng có 102 này. Top 2. Đường Tăng rất giỏi tranh luận. Tây Du Ký có kể rằng Đường Tăng và các đồ đệ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng phải mất 14 năm cho hành trình từ Đại Đường đến Thiên Trúc, trải qua 81 kiếp nạn. Sự thật thì như đã nói ở trên, pháp sư Huyền Trang chỉ mất gần 2 năm để đến nước đất Phật. Nguyên nhân ông ở lại lâu đến như vậy là khi tới Thiên Trúc, nhà sư trẻ nhận thấy sự khác biệt giữa Phật giáo của Ấn Độ và Trung Quốc. Nhiều nội dung tư tưởng lớn của Phật giáo chưa từng được biết đến ở quê hương ông. Do đó thì ông quyết định ở lại học tập, nghiên cứu. Ông đã học với những vị thầy danh tiếng nhất ở đây, tham gia cuộc tranh luận với nhiều học giả và nổi tiếng với sự uyên bác cũng như việc luôn chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Ngoài công lao thỉnh kinh, sự uyên bác xuất chúng và danh tiếng của pháp sư Huyền Trang có được tại Ấn Độ khiến ông trở thành một trong những tu sĩ được tôn kính nhất vùng Đông Á ở thế hệ của mình. Đồ đệ của ông đến từ khắp Trung Quốc và thậm chí là cả Triều Tiên, Nhật Bản. Danh hiệu Tam Tạng là do giới tăng sĩ dành tôn xưng cho ông. Nhân vật hiếm hoi tinh thông cả 3 tạng kinh điển của Phật giáo: Kinh, Luật và Luận. Top 1. Bạn có biết người duy nhất ăn thịt Đường Tăng tới 9 lần? Ở trong Tây Du Ký, Sa Tăng là người trung hậu chất phác, siêng năng và cần mẫn nhất trong 3 huynh đệ. Thế nhưng mà Sa Tăng lại là người có quá khứ đáng sợ nhất. Chuỗi hạt đầu lâu trên cổ mà Sa Tăng đeo tượng trưng cho những kiếp trước của Đường Tăng.
Điều này thể hiện ở lời giải thích của Sa Tăng với Quan Âm Bồ Tát. Con ở khúc sông này đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Trước đây đã có mấy người đi lấy kinh qua đây, họ đều bị con ăn thịt tất. Phàm đầu lâu của những người bị con ăn thịt, con vứt cả xuống sông Lưu Xa, chúng đều chìm nghỉm xuống đáy. Thứ nước này đến chiếc lồng ngỗng cũng không nổi được. Duy chỉ có 9 chiếc sọ của những người lấy kinh là cứ nổi lênh bênh trên mặt nước, không sao chìm được. Con mới lấy làm lạ, bèn sâu chúng lại thành một chuỗi, lúc rỗi rãi đem ra nghịch trời. Về sau phải nhờ sự giúp sức của Bồ Tát mà Đường Tăng mới cảm hóa được Sa Tăng. Sau này nhờ chiếc bình hồ lô của Quan Thế Âm Bồ Tát và chuỗi vòng đầu lâu của Sa Tăng mà họ đã vượt qua sông Lưu Xa thuận lợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chuỗi vòng đầu lâu được hóa giải, biến thành 9 ngọn gió bay đi. Ít ai biết rằng chính vì ăn thịt Đường Tăng trong suốt 9 kiếp mà Sa Tăng không chỉ trường sinh bất tử, công phu nội hàm cũng tăng lên đáng kể, khiến y trở thành yêu quái duy nhất được ăn thịt Đường Tăng. Và nếu như mọi câu chuyện thú vị, mọi bí ẩn sâu kín luôn thu hút bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video Top 6 vua Ly Đòn chiến đấu với thú dữ đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.